À, xin chào các em, chúng ta bắt đầu bài học này nhé. Hôm nay chúng ta sẽ sang phần thứ 4, bài tập xác suất. Ok, phần thứ nhất là cơ bản xác suất, thì xác suất cổ điển. Cái ví dụ một chúng ta đã được xét trong giờ bài tập rồi đúng không? Bây giờ trong giờ lý thuyết, bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập vận dụng này. Bài tập vận dụng. Cái gì? Bài này làm rồi á? Làm rồi thôi, bỏ qua. Làm chưa? Sao làm rồi? Nào làm đi, ngồi khoanh tay làm gì cả. Đây à. Đề bài có nói chúng ta cái câu đầu tiên là chọn ngẫu nhiên hai viên bi, thì như vậy là số cách chọn sẽ là P2 10 đúng không? Đúng, C2 10 đúng nhỉ? Từ đây chúng ta suy ra cái gì? Số phần tử không gian mẫu này, N omega. N omega bao nhiêu nhỉ? Bằng cái trên. Ngoài gì? Tiếp tục. Đừng để ý những cái ký hiệu loằng ngoằng kia. Cái đấy chỉ là để chốc nó chuyển sang bên kia, dịch cho nó nhanh, cho nó đẹp. Nào, câu thứ nhất, đề bài bảo là tính xác suất để cả hai viên bi đó có màu đỏ, thì chúng ta sẽ gọi A là biến cố. Cả hai viên bi chọn ra đều có màu đỏ, khi đó NA sẽ bằng bao nhiêu? N bằng bao nhiêu? Có vào bao nhiêu cái đi màu đỏ? Chọn 2 trong 7 thì số cách là gì? C2 của 7 đúng rồi.
À, cái này bấm luôn nhé. CHOOOSE 10,2. Tự bấm máy bao nhiêu nhá. Chiến luôn cho nó nhanh. Con này là bằng CHOO này. Cái nhập cái chỉ số dưới trước. Nhập chỉ số dưới trước bằng bao nhiêu tự bấm ra. Và bằng bao nhiêu thì đó nha. Vậy xác suất để cả hai viên khi đều có màu đỏ là cái con gà PA bằng theo công thức là nó là thương của NA trên N omega. Trông nó như này nhưng nó hơi lạ. Như vậy là bằng bao nhiêu tự tính ra. Ô thế chung 12 không biết bấm bao nhiêu à? Cô ngồi đầu cùng không bấm cứ ngồi chờ. Định biến mình thành cô công chúa ngồi chờ để cái hoàng tử đoán đi là đỗ mà không phải thi à? Cũng làm cho nó nhanh đi. Tuần sau là mày kiểm tra số 1. Chụp cái này về nhà xem không nhận gì đâu. Trời ơi. Bấm máy ra nha, bằng nhau bấm nha. Chết giả. Bấm này bằng bao nhiêu? Ô chết rồi. Rất ngạc nhiên đúng không? Các em thấy nó toàn ký hiệu toán học mà cuối cùng nó là phân số. Chờ tí để nó dịch lại trông như nó món. Xong chưa? Như vậy câu thứ nhất là số bao nhiêu? Ở nhà chỉ có làm nhé, để cả tuần sau không làm được bài thì cũng phải làm. Bằng cái gì đang nhắc bạn bạn ở nhà mà không ghi chép gì thì hôm sau lấy cái gì mà ôn tập mà làm bài à? Trình bày chỉ có đáp số không thì có không điểm ấy. Trình bày như này, chọn ngẫu nhiên 2 trong 10 viên bi, số cách chọn là như này, suy ra n omega bằng C2 10 bằng chấm chấm bằng bao nhiêu, bấm máy vào tự bấm nốt. Đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai tương tự đúng không? Câu thứ hai đề bài bảo cái gì? Câu thứ hai đề bài bảo là cả hai viên bi đó đều có màu xanh. Màu xanh là cứ chạy lên quanh. Màu xanh thì tương tự. Loại B là hai biến cố đều có màu xanh. Đó ta có cái gì? B trên là A rồi, giờ là B. B là biến cố cả hai viên bi có màu xanh. Số khả năng thuận lợi ở trong bài này nó là NB. Hai viên trong ba viên. À.
dễ mà, cái này để ý cực kỳ đơn giản, hình như con bằng ba ra đấy đúng không? Như vậy câu thứ hai giải quyết xong. Thế bây giờ câu thứ ba. Câu thứ ba là bảo là cái gì? Hai màu khác nhau. Hai màu khác nhau là thế nào? Nó có hai cách giải, một là lấy một trừ đi kết quả câu 1 và câu 2. Hai là làm trực tiếp. Hai viên bi màu à, khác màu là thế nào? Khác màu thì là một màu đỏ, một màu xanh. Hai viên bi màu khác màu. Khác màu thì là lấy một viên bi màu màu xanh và một viên bi màu đỏ. Một viên bi màu đỏ thì là C17, một viên bi màu xanh thì là C2 à C13. Cái này không cần phải bấm đâu. Thôi bấm cũng được nhưng mà nói chung là nó bằng 7. À bằng 21. Khi lấy một viên thì C cũng như nhau mà A cũng như nhau mà N cũng như nhau. C1N bằng A1N và cũng bằng N. Bằng 21. Rồi, thế là xong. Đấy, đây là soạn bằng uốt xong nó dán đằng kia nó dịch cho nó nhanh. Thầy lắm mưu nhiều mẹo. Cái gì vậy? Khó thế này em không học nữa đâu á. Không học thì thôi. Chiếu dịch luôn. Cái này hôm nào chuyển thành bài câu hỏi tự luận ôn tập. Úi giờ chán 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 đấy là trọn vẹn lời giải. Được chưa, thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì thôi. Như vậy là trong cái loại bài thứ nhất nha, có bài tập tương tự này chúng ta tự giải. Bây giờ là công thức cộng xác suất của hai biến cố xung khắc.